chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện. Nó mới bị đau dạ dày. Thế cho nên có thể nói rằng là cái việc sử dụng thuốc tân dược để điều trị bệnh viêm khớp thì một trong những dụng cụ không mong muốn của nó vấn đề tổn thương dạ dày.